Gặp Anu. Và có vẻ như anh ấy đang đói. Ani, cậu lại lãng phí tiền vào trò chơi nông trại online nữa à? Được rồi, ổn thôi. Giờ cậu sẽ phải ăn đồ ăn thật đấy. Nhân tiện, cậu có biết Bill Gates có thẻ thành viên vàng của McDonald's không? Nói cho cậu quyền được ăn ở đây miễn phí. Và cậu rõ ràng cần nó hơn bất cứ ai khác đấy. Ồ, bắt đầu từ đâu đây? Xem nào, mình gợi ý xuất Suicide Burger đặc biệt từ Burger King. Nó bao gồm 4 lát chả, 4 lát bơ và thịt hun khói, 800 calo. Và khoai tây chiên Mickey D đây rồi. Chúng bao gồm 19 thành phần giấu kín. Anu, ăn đi. Một chiếc bánh burger có thể bao gồm bộ phận của 100 chú bò khác nhau liền lúc. Tính tổng nền công nghiệp đồ ăn nhanh, một năm 50 triệu chú bò đã bị sát hại. Và bạn vừa ăn xong rồi. Giờ thì uống chút soda đi. Bữa ăn ở đây chủ ý miễn phí vì nó kích thích sự thèm ăn của cậu. Thật may, để hài lòng nhu cầu của cậu, đã có 39.000 cửa hàng McDonald's mở ở 120 nước quanh thế giới. Và anh, dầu ăn tái chế từ khoai tây chiên còn làm nhiên liệu cho xe. Trong vòng 20 năm qua, số lượng người béo phì trên thế giới đã tăng gấp 3 lần. Bạn nên dừng lại đi, Anu. Bởi vì với chế độ ăn thế này, bạn sẽ tăng 10% cân nặng cơ thể một tháng. Và nó sẽ dẫn đến... Anu, dừng lại ngay. Giờ bạn còn bị tiểu đường loại 2. Bạn đang bị trầm cảm. Và mạch máu của bạn còn bị nhiễm mỡ. Và điều này sẽ khiến bạn bị nhồi máu cơ tim. Đồ ăn nhanh chứa hàm lượng calo rất cao và hầu như không có vitamin và chất khoáng. Lời khuyên của mình, bạn nên chuyển gấp sang chế độ ăn dinh dưỡng nấu tại nhà. Nếu không thì rắc rối lớn đấy. Đây rồi, tốt cho bạn đây, Anu. Hay là tối nay mình sẽ đến thăm bạn rồi ăn bữa tối nhé. Oh my god, Anu. Bạn đang làm cái gì thế kia? Lợn con nướng ư? Bánh chocolate caramel? Đây không phải ý của mình. Nó không phải về việc không ăn đồ ăn nhanh, anh bạn. Vấn đề nằm ở bất cứ loại đồ ăn calo nào. Và bạn ăn quá nhiều. Đồ ăn dầu mỡ tự nấu ở nhà cũng nguy hiểm như thế. Yeah, bạn tốt hơn là chỉ ăn hầu hết là rau củ thôi.